đặt này. Cứ bảo gì nó phân của nó ỉa như run. Đây cá rô phi à anh? Ôi con chép đỏ đẹp thế. Chép ngang kìa. Bắt con đấy lên để chỗ này. Đó mà đưa cảnh là đẹp đấy. Một ngăn này khoảng 50 mét vuông. Cá nuôi dày đặc các bạn. Chào các bác nhé. Tiếp tục chuyến đi tham quan những cái mô hình làm kinh tế. Hiện nay đoàn công tác chúng em đang đến thăm một cái mô hình nuôi cá của nhà anh Bình ở thôn 10 xã Cư Ni. Đây là một cái mô hình nuôi cá mang lại cái hiệu quả rất cao. Xin mời các bác cùng em vào tham quan nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Người Tỷ Đồng. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và công chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Đây là toàn bộ ngôi nhà của anh Bình. Nhà lớn gớm vậy. Đây là mọi người đang xem cái bể cá, cá koi nhé. Có bắt đi ăn đâu không? Có mang bé à? Cái còi to nhỉ? Cái này có nên ăn trước đẹp chứ? Ăn to nhưng mà có khả năng ăn mới được. Cái loại này nhậu là tốn rượu lắm đây. Để cá coi đẹp lắm các bạn. Bên dưới đây là toàn bộ cái mô hình nuôi cá bè. Bây giờ có những anh Bình. Chào các bác nhá. Hôm nay anh em đang đi tham quan mấy cái mô hình nuôi cá. Chó đẹp chưa? Nó đập được cái này hết đẹp đấy. Đập sao được quen ngay. Thì bờ hồ này được xây dựng khá đẹp các bạn. Xung quanh trồng rất nhiều những cây hoa. Vườn hoa rất đẹp. Đây bên dưới đây là một cái hồ cá nhỏ nha các bạn. Và bên kia là một cái chòi. Cái chòi thấy có bán cả nước uống nữa. Như vậy là ở hồ này bác ấy nuôi cá bè và cho kinh doanh câu cá nữa nhé các bác. Rất đẹp. Bên trong đây là cái kho cám nha các bác. Đây mà các bác cùng em vào xem cái kho cám nào. Rất nhiều cám. Và khá nhiều loại cám các bác. Đây là bao màu trắng rồi bao màu cam. Hiện nay ở địa phương em nuôi cá thì người ta toàn bộ nuôi công nghiệp hết các bác, nuôi bằng cám chứ không nuôi thủ công như ngày trước, dựa vào màu và cho ăn bắp ăn cỏ thì cái năng suất nó không cao. Đây cái quán ở đây rất đẹp. Và đây các đồng chí đang trao đổi công việc ở đây. Đầu anh cũng nhỏ như đầu em thôi mà sao làm to thế? Nghĩ ra được như thế. Quá đẹp các bạn. Đây là anh Bình chủ cái hồ này nhé các bác. Anh Bình chủ rất đẹp trai. Nhìn người cũng khá mộc mạc mà đầu óc rất giỏi. Chưa biết danh. Phối mắt đi. Để cung cấp cá giống cho nuôi ở các cái lồng thì đây có một cái hồ nhỏ. Anh ấy dùng để gột cá con các bác nhé. Sau khi nhập cá con về thì sẽ gột ở cái hồ này và nó đủ độ lớn nó sẽ đưa ra các cái lồng. Xung quanh ao được trồng những cái cây hoa khá đẹp. Và bên dưới đây là toàn bộ hệ thống lồng cá nhé các bác. Đây sau khi gột cá con thì bác ấy sẽ đưa xuống các cái lồng này để nuôi và xuất cá thương phẩm ra thị trường.
Đây đồng chí Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nơi em làm việc nhé. Nay cùng với anh em đi tham quan, học tập các cái mô hình để về tuyên truyền cho bà con nhân dân phát triển những cái mô hình kinh tế hay. Đây là những cái lồng các bạn. Lồng không thấy cá nhỉ? Như vậy là lồng đây làm toàn bằng lưới à? Toàn bộ lồng bằng lưới hết. Khá nhiều ngăn. Đây là đồng chí Trung, chi hội trưởng nông dân. Trên cái đường đi của cái lồng này thì ba cái thiết kế toàn bộ bằng các cái sắt các bác, sắt hộp và những cái thùng phi. Còn toàn bộ trên các cái lồng này được thiết kế làm bằng khung sắt và được bảo vệ bởi những tấm lưới. Lưới này khá dày các bạn. Nước nó cũng đen. Đi trên cái cầu này khá trong trành. Không bị nóng. Hôm nay chúng em đi trời mát và mưa chứ các bác. Hiện nay trời đang mưa lâm râm. Một số đồng chí đã mang dù để che. Này cá này cho ăn mà nước nó cũng khá đen ấy nhỉ. Nhà bên kia bác ấy đang cho ăn nhỉ. Đây bên đây bác ấy đang cho cá ăn nhé các bác nhé. Rất nhiều cá, cho ăn nó nổi lên khá nhiều các bạn. Chôn lên dày đặc luôn nhỉ. Cứ bảo gì nó phân của nó dở như run. Đây cá rô phi à anh? Ôi con chép đỏ đẹp thế. Cũng ngang kìa. Bắt con đấy lên để chỗ này nào. Đó mà đưa cảnh là đẹp đấy. Một ngăn này khoảng 50 mét vuông. Cá nuôi dày đặc các bạn. Cắm lên. Cái rô này nó đen nhỉ? Rất đẹp các bác. Mà chú ơi, giống rô này rô khác sao nó đen? À, cắm này với hát này. À, bên đây là cái ngăn này là nuôi chấm hả bác? Đây là cá cắm. Bên này cá gì đây? Bên này chi? Bên đấy rô phi anh, bên này cá chấm. Cái đường hả? Kìa, sao đâu? Dày đặc luôn. Nhìn rất hấp dẫn các bạn ạ. Lấy đặt luôn kìa. Em quay video và đang đứng ở trên các cái đường bằng bè nên nó khá rung. Các bác xem cũng thông cảm nhé. Ôi trời ơi, cá này. Ôi trời ơi. Để cho ăn nó lên dày đặc luôn các bạn. Kinh đấy nhỉ. Gần như không có khoảng trống dưới mặt nước luôn. Cá là cá. 25 tấn, 25 tấn. Ôi trời ơi, cá là cá. Một ô này thu là 25 tấn anh. 2 tấn. 10 tấn. 25 tấn. 10 tấn. Nhiều vậy anh. Như vậy là các cái khu vực có các cái hồ lớn, chúng ta phát triển cái mô hình nuôi cá lồng như thế này rất hay các bạn. Cái lợi nhuận khá rất cao. Chỗ nó chen chúc lên này. Ủa trời là 2-3 tấn là cùng đi. Như thế này là nuôi cái năng suất nó gấp nhiều lần nuôi ao. Bớt đi.
Hất, hất cám xuống nó nhào lên rất mạnh. Cá là cá. Hồ Lâm Trâm. Cái này mà Hồ Lâm Trâm mà không nào chịu đầu tư cái này nhỉ? Chưa đủ được. Cái phân cá ấy chú. Bảy tháng là ra một con cá khoảng này. Từ đây sang kia 5 mét không? Đấy, được chưa? Con này 5 mét, từ đây đến đây là 6 mét, con này 40 mét. 240 mét. 240 mét. Đây nhưng mà cái khoang này thì mình tính cái khoang này mà 10 tấn thôi. Đấy là chiều chiều rộng là 4 mét là sao hết? Chiều rộng là 5 mét. Dài 6 mét. À, rộng 6 mét. 6 mét. 64 240 mét. Như vậy là một ngăn này 240 mét vuông. Mà thu phát 10 tấn. Thu 10 trên 10 tấn. Mà với cá giá cá rô phi hiện nay khoảng 35 đến 38 ngàn. Ở đây ba lồng thì bán 41. 41 ngàn anh. Ba lồng bán cao hơn cả. À. Không phải cá nó đi xa được hơn cá. Đúng rồi, cá chuẩn hơn. Không phải kéo. Như vậy là cái lợi nhuận rất cao. Nó không là một xoay rồi sau. Mình nuôi ở hồ này thì có phải trả thuế hay đóng thuế này, đóng phí gì không anh nhỉ? Thuê hả? Mình thuê mặt nước hả? Nói chung cái tiền thuê mặt nước nó không bao nhiêu. Bắt được không là bắt được đó. Đúng rồi, nhìn vậy thôi chứ đưa cái vợt xuống nó bay đi. Chỉ vợt thôi, chỉ vợt một cái thôi nhưng mà được ngày đầu. Con cá trong cái chậu kia mình bắt còn khó mà. Thế mà cho cám bảo phát ra thì đều thế. Xong rồi bán là đúng 1 tấn chỉ cho loại 1 tạ đó. Tạ nó lại để lại. Không biết rồi. Con lừa đã. Lần lồng này. Vậy là cứ một ngày. Ngày cho ăn mấy lần anh? Ngày 2 lần. 2 lần. 6 bao một ngày đấy cũng mỗi bữa 3 bao. Mỗi bữa 3 bao. Mà cho khoảng tầm nào cho ăn anh? Mấy giờ để cho ăn? Tầm giờ là 9 10 giờ là cho ăn. 9 10 giờ. Xong là chiều lại cho tiếp anh. Chiều nó cũng. Như vậy nếu mà ngày cho ăn có 2 lần thì cũng không có bận lắm đúng không nhỉ? Cũng rảnh mà. Nhất là bây giờ ai mà làm ao mà đặt cái máy cho ăn được một nhà nữa. Ngày 2 lần vác cán không cho ăn mỗi lần 3 bao một lồng. Còn nếu mà một người chỗ này thì phải mất 1 tiếng rưỡi. Đúng rồi. Chở cám ra mới cho ăn chừng này khoảng. Khả năng là nhàn hơn nuôi heo nhiều. Bệnh nuôi heo thì nó lại thu hoạch nhàn hơn là nuôi cá. Làm cái đường này xong rồi cho sinh vô chạy này. Đấy thì em kia không ai đi. Đây, Sơn Phú giờ có ao phát triển ao nhiều với nó nhiều. Sơn Phú ao hồ nhiều anh. Nhưng mà cái mô hình chưa, thì nó chưa nhiều. Chưa nói là đầu tư như ông kia chưa được thì chưa nói thế nào. Ông rồi đầu hồ tư thì ao bây giờ đâu có đơn giản. Giờ ở kia người ta bây giờ như ở dưới thôn 8 người ta nuôi còn không thay nước. Không phải lấy nước đâu thay mà người ta vẫn đạt được quả. Nó dùng men xử lý tại chỗ. Hết ta là châm nước giếng thôi. Mà đạt được bao nhiêu men? Bao nhiêu hecta này? Hồ là 100 hecta. 100 hecta. Nếu thế thì hơn hồ 500 bình nhỉ. À bà, không bác hồ nó khác. Hồ này cũng tầm hồ 500 mình ấy. Ta chấm cho ăn nó không nhau lên mấy nhỉ? Đông người thôi. Đúng rồi, nó nhát. Đây cái hồ này cá chấm các bác nhé. Cho ăn này khi đông người là nó không lên nhiều như cái cá rô phi đấy. Đấy, cám xuống nó cũng lên làm ầm ấy. Giả dụ như cái ô này lên một phát được 5 tấn chấm thì có ở đâu lên được 5 tấn. Một cái ô này 5 tấn à? Thả là 1.000 con. 1.000 con, 5 tấn chấm. Mình nuôi khoảng mấy tháng để xuất được anh cái cá chấm này? Nuôi 6 tháng. 6 tháng à? Trời ơi, một con này 5 tấn. Nhanh nhé. Nuôi sâu thả 3 mét. Sâu 3 mét à? Sâu như thế. Thế bây giờ 5 tấn chấm mà đo với mặt ao thì phải cỡ nào? Mà mệt mỏi đúng lắm. Rồi. Mà thị trường con chấm bây giờ không có bạn. Nếu mà nuôi ao có thể xuất được 4 tấn. Nuôi ao thì một cái ao lớn chấm nuôi mới được 5 chấm từ 5 đến 7 bây giờ nó đang giá 65 mà không có. Có dân là không làm bắt cho mà nước hả? Cũng vừa vốn lớn.
vốn lớn mình cái lượng cho ăn này vốn nó lớn hơn châu Phi, và châu Phi nó cũng nhiều vốn hơn, cũng nhiều. Giờ một lồng này nó 10 tấn thì nó phải 10 tấn. Em muốn hỏi như thế này nhé, một năm gọi là chi phí đầu tư ra thì lợi nhuận của anh giờ khoảng mấy tỷ? Là gì không mấy tỷ? Thế này cả mấy nhiều lồng bè đấy, nhiều ao kia cơ mà. Không ao là có một cái ao làm giống thôi. Đúng thật đấy. Đây thì coi là mình giống mình giống để mình nuôi gì hay là bán? Giống như khi nhân nuôi ngày trước có làm nhưng mà giờ nó công việc 5 tấn chấm một cái ô này. 10 tấn cá rô một ô này. 5 tấn chấm phải bằng 3-4 xào ao mình nuôi nhé, 3 xào ao. Đây thôn 10 cơ ni. Đấy, giờ cá chấm đi đâu mà nó ăn, cá chấm nhát lắm. Chứ vậy là cái hồ này chỉ có anh làm, có à bên kia cũng có một người nữa hả? Nó theo nhịp của người lạ. Nhịp của người đúng quen rồi. Nó là khác, còn nhịp người lạ là khác, tất cả con vật thế nó theo. Chỗ cái góc kia lại đứng ấy nó không ăn, giờ mình ra nó mới ăn là mầm. Mà nhịp người quen đi ra cái này nó quần đồ ăn rồi. Ngày nào ngày nào nhịp quen người nhường người lạ. Mấy lại mình cho ăn có 1-2 người đi chứ không phải đông quá. Con to nhất rồi khoảng bao nhiêu cân rồi? Con này thì bây giờ mới 4 cân thôi mấy. Tết. Tết 8 cân. Ôi, 8 cân thứ nhất mình dài 4. Đây bên trong các cái lồng các bác ấy lắp đặt các cái hệ thống để làm tạo oxy cho cá các bác nhé. Mỗi một ngăn là một cái bộ tạo oxy. Nếu như các cái mô hình phát triển hiệu quả như thế này, các cái địa bàn mà chúng ta có các cái hồ lớn thì chúng ta phát triển cái mô hình nuôi cá lồng bè là nước ngọt là rất hiệu quả. Thì hôm nay nhân tiện đi tham quan cái mô hình nuôi cá lồng bè ở tại thôn 10 xã Cư Ni. Em quay để giới thiệu với các bác để các bác chúng ta cùng nghiên cứu và có thể vận dụng phát triển vào trong cái phát triển kinh tế của mình. Em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau, những cái mô hình hiệu quả khác của em.